Em chiều xin chào toàn thể quý chị và bạn. Ngày hôm nay thì bên em về một cái sản phẩm xe, một chiếc xe phân khúc gọi là B, một chiếc xe quốc dân. Và đây là một chiếc Toyota Vios mà bên em vừa mua được, phiên bản G, bản cao nhất, sản xuất là năm 2022. Chiếc xe này của em thì mới lăn bánh được có 10.000 km thôi, xe cực kỳ là mới nhá. Với cái tông màu trắng, đấy, rất là trung tính, nội thất màu kem. Và chiếc xe này của em thì sơn zin lên đến gần như là 100%, không có những cái gọi là sơn zin bên ngoài đâu. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Và với cái thế hệ mới của Toyota Vios đã trang bị rất là nhiều đồ chơi cho anh em nhé, cho các bác. Đầu tiên đó là phần đèn full led này, có cảm biến trước và cảm biến sau. Tiếp đến la răng thì là 15 âm inch dạng phay và lốp đế lốp theo xe 2021 nhé. Và bốn bánh đều có ABS. Tiếp đến phần lớp sơn zin bên ngoài xe này thì đây, mọi người có thể nhìn chéo chéo một chút nhé, gần xe nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này em nói là đánh giá thực sự là mới luôn, thực sự mới, rất là đẹp. Về phần đuôi xe thì cũng có đèn full led cho các bác này, cũng có bốn cảm biến, cũng có cam lùi theo xe. Thì chiếc xe có màn hình, cũng có cam lùi rồi. Tiếp đến này, khoang cốp thì không phải nghĩ rồi không ạ? Một chiếc xe phân khúc B thì khoang cốp quá là rộng rãi rồi. Phần lốp sơ cua xem nào. Lốp sơ cua đây, chưa hạ nhá, và đầy đủ phụ kiện theo xe. Lốp sơ cua cũng giống bốn bánh còn lại. Tiếp đến phần chất lượng xe như phần keo chỉ các bác nhá. Keo chỉ này. Nói chung là những chiếc xe gọi là hàng lướt, hàng đi lướt như này thì các bác chỉ tiết kiệm được tiền thôi, chứ còn không lăn tăn về vấn đề chất lượng đâu. Rồi, đi lướt cùng em về cái lựa phần bên lại của bên phụ. Nhiên liệu thì Vios nó nổi tiếng rồi đúng không bác? 5,8 lít kết hợp, rất là tiện lợi, rất là tiết kiệm. Đây, khoang cốp đây, từ cái táp ly cửa đi vào này. Đấy, từ cái táp ly cửa đi vào nhá. Đấy. Chất lượng thì như này thì các bác bảo là lo gì đúng không ạ? Cứ đi kiểm tra thoải mái, check test thoải mái, bên em bao check luôn. Nếu mà trong trường hợp mà xe bên em sai cam kết nhá, em sẽ chịu tiền phí check. Còn nếu mà đúng thì các bác sẽ thanh toán tiền phí check. Nó không đáng bao tiền, thế nhưng mà đó là những cái khẳng định của bên em. Đấy nhá, phần khoang lái này, nội thất ghế da, vô lăng cần số. Đấy, các bác có thể nhìn tổng quan qua đi để xem cái chất lượng xe theo xe. Rồi là chủ xe đã trang bị thêm một cái cảm biến áp suất lốp rồi, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đấy, rất là tiện lợi. Xong đó thì em mời các bác đi cùng em về phần máy của chiếc xe này nhá. Máy này thì chắc em chỉ giới thiệu qua được cho các bác có thể là tham khảo. Nó rất là mới. Đây, tổng thể khoang máy của em đây, sáng bóng mới, gần như một chiếc xe mới luôn. Tất cả những phần ốc nhá, cao su chân máy, rồi là ốc mặt máy, rồi là đây, phần cabo keo chỉ này, zin hết nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Và với cái giá mà em Triều đang bán cho chiếc Toyota Vios này 550 triệu và còn thương lượng thực tế khi mà xem xe tại cửa hàng, thì không biết là có bác nào đang quan tâm đến cái mẫu xe Toyota Vios này không, thì có thể liên hệ với anh em Triều qua cái số điện thoại em ghi góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp tại hàng em tại Cầu Giấy, Hà Nội, số 86 phố Trương Công Giai, sàn ô tô Mỹ Đình để xem xe thực tế. Em Triều rất mong được sự ủng hộ của khách hàng đến với cửa hàng cũng như là cá nhân em Triều. Em Triều xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.